có các bạn à, có nhiều bạn à, nói là cắt tóc cho con nít rất là dễ các bạn, người lớn thì à, cắt bình thường thôi, còn nít là sẽ dễ hơn nữa, nên là cái giá tiền đó là sẽ được thấp hơn hay gì đó. Thì à, bữa nay mình sẽ cắt con nít cho các bạn xem, và đặc biệt là trẻ sơ sinh đó, mà mới mấy tháng tuổi thì xem cho mấy bạn xem là nó dễ hay nó khó ha. Nếu các bạn thấy khó thì nhớ cho một like, đăng ký kênh chia sẻ mình nha. Rồi bạn nào mà có con nhỏ thì nếu mà các bạn có thể học theo được, nếu các bạn thấy dễ thì các bạn có thể tự cắt cho con của các bạn luôn, không cần đem đến thợ, tại vì mấy bạn cho rằng nó dễ mà, không dễ cắt được và đẹp nó khác nhau các bạn, vừa đẹp vừa dễ đó, thì mấy bạn áp dụng. Còn nếu các bạn cắt mà chỉ có để mát đó, thì mấy bạn nên so sánh và mình hết và thợ hết ha. Ừ. Đâu khơi khơi người ta làm thợ mà. Ừ. Cái điểm khác biệt giữa thợ và cắt được nó khác nhau. À, ok, giờ mấy bạn không đi đâu xa chứ, mình sẽ cắt cho con trai mình luôn. Ok. À, bữa nay bà cắt tóc trên đời nghe, bữa nay mình năm cũ rồi, bữa nay 31 tây rồi, mình cắt ngày mai mình ăn Tết tây. À, bây giờ mình cắt tóc thì mình lấy sao? Mình vệ sinh tông đơ trước cho sạch sẽ ha. À, mình làm sạch nó lần nữa ha. À, rồi mình thử nè, mình thử tông nha, mình thử nè. Đó, đó, chưa? Ok. À. Rồi giờ mình cởi áo ra, chào quý vị mình cắt. Rồi giờ mình cởi áo ra cho đường ha, cởi áo ra. Đó, xong. Đó. Em bé ơi. Rồi mình xịt miếng nước vào cho mình cắt tóc nha. Đã chưa? Hả? Bây giờ mình cắt ha. Giờ ba tóc cho đường nha. Rồi, dịnh vào đây. Đó, ngửa ra đây nghe. Thank you.
cho mình đẹp cho chứ hả? Có cá tôm mua cái cha.